Còn nè, cá nè, cậu ba. Rồi. Để em phụ chị. Rồi đây đây đây, cá khô ngon lắm nè con. Ủa chị hai, hình như là nó không biết ăn cá khô làm sao á, chị để cá vô cái nó che mũi nó kìa. Ủa vậy hả? Để cá xuống, để cá xuống. À, không ăn con, cá được hả? Con biết ăn cá hả con? Dạ. Không sao không sao, con đi xuống chiên trứng cho chị ăn đi. Dạ. Để dạ. Con xuống con lấy. Thôi được rồi Xí Ngầu ơi. Dạ. Chị ngồi đây đi, em làm nhanh lắm. Để nó đi con, để nó đi. Ăn cá không được, ăn trứng con. Ừ, vậy thôi cả nhà ăn đi. Dạ, con thưa má, thưa cậu. Hiện tại thì Ngọc Hoa chưa ăn được gì hết. Chỉ ăn được cháo trắng và hộp vịt muối thôi. Ủa, sao vậy? Ủa, sao vậy? Ừ, con đừng nói với lại má là Ngọc Hoa nó có... Dạ, Ngọc Hoa đang bị ốm nghén á má. Trời ơi, dạ nó có bầu rồi chị. Trời ơi, thằng này nó chơi qua mặt cậu luôn á chị. Ui, con không có gì hết, con có gì hết á. Hải đằng này nó hư quá, không sao hết á. Ủa thì trước sau vậy gia đình mình cũng là người một nhà mà. Nghe con, không có gì hết nha. Chị, giờ có chị đó chị. Chị nói được phần chị không mà. Con gái người ta sinh ra lớn lên trắng da dài tóc, cái con chị hốt gì đây cho kỳ cục chứ. Dạ cậu, tía với quê khó lắm. Con phải đi cùng Ngọc Hoa về quê. Xin lỗi tía, tía mới cho phép con dẫn Ngọc Hoa về đây đó chứ. Ổng cho mày dẫn Ngọc Hoa về đây là ổng quá dễ rồi đó. Gặp tao mà cha cũng nói đi, trời nó chém mày á, rụng đầu không. Thôi thôi trời đất ơi cậu ơi, cậu nói nhiều quá, bớt nói lại đi. Mình già rồi cho nên mình khó tính, chứ tụi trẻ thì nó khác, nó nghĩ thông hơn. Cái vấn đề là bây giờ mình phải làm sao cho gia đình hai bên nở mày nở mặt vậy thôi. Chị yên tâm đi, cái chuyện mà làm cho gia đình hai bên nở mày nở mặt đó, để em sắp xếp cho. Em với chị sẽ xuôi về miền Tây một chuyến. Xí Ngầu, Xí Ngầu, Xí Ngầu, chiến chứng đâu vậy? Ở rồi cha ơi. Ê, hả? Quên nữa, đâu ăn cơm được đâu. Nãy thằng Trọng nói là nó chỉ ăn cháo chứ. Ăn cháo, ê Xí Ngầu, xuống nấu cháo. Tại nãy thằng Trọng nó con vợ không ăn được gì, ăn cháo thôi. Vô nấu cháo. Xí Ngầu, thôi được rồi. Con xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Thôi để con xuống con nấu. Đi theo, đi theo, đi theo. Xuống nấu cháo. Đi. Dạ. Đứng đi theo, ngồi xuống đây đi. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.